Vân Anh và Ánh Minh trong phần tin tổng kết trong ngày. Xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Chào Ánh Minh. Chào chị Ánh Minh, xin kính chào quý vị khán giả của đài VNTV. Thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị thấy hai chị em chúng tôi mặc áo màu với xanh. Cái màu xanh gọi xanh là đọt chuối. Màu xanh đọt chuối. Ánh Minh có biết màu xanh đọt chuối này nó có ý nghĩa gì không? Hay là nó là cái màu của mùa xuân phải không Ánh Minh? Dạ, em chỉ biết cái màu rất là sáng mùa xuân, thì bây giờ đang trong mùa xuân qua mùa hạ thì làm cho cảm thấy mình lively hơn. Vâng, thưa quý vị, nhất là ở tại San Diego thì lúc nào cũng có ánh nắng chan hòa. Yeah. Cho nên đây cũng là trong những cái ngày để mở đầu cho cái mùa hè sắp tới, sẽ có rất là nhiều du khách đến với thành phố San Diego của chúng ta. Và cảm ơn quý vị đã đến với phần tin tức của VNTV. Và bây giờ chúng ta đi vào ngay cái bản tin đầu tiên ngày hôm nay với Vân Anh. Vào tuần lễ vừa qua, ngày 2 tháng 5 năm 2016, Thượng viện của tiểu bang California đã chính thức công nhận ngày 15 tháng 5 là ngày áo dài day của toàn tiểu bang California. Sau nhiều tháng năm vận động thì tiểu bang California đã chấp nhận, và từ nay trở đi ngày 15 tháng 5 sẽ là ngày mà tất cả người Việt cũng như là trong dòng chính Hoa Kỳ sẽ vinh danh và công nhận nét đẹp của chiếc áo dài Việt Nam là biểu tượng của văn hóa Việt Nam. Chúng ta ở Hoa Kỳ mà lại được chính phủ Hoa Kỳ công nhận cái ngày áo dài này thì anh mới nghĩ sao? Dạ, em thấy rất là hạnh diện chị, không những là đã tôn vinh được cái nét đẹp của cái nét áo dài của người Việt Nam mình, rồi không những đó mình còn có tôn vinh cái lịch sử giống như là cái culture của người Việt Nam mình. Và em cũng thấy, không biết chị có để ý không, là những cái fashion bây giờ nhiều khi họ đã copy những cái đúng nét rồi. Áo dài của mình, người phụ nữ mặc áo dài rất là đẹp thưa chị. Vâng, và thưa quý vị, để có được cái ngày áo dài day này thì đã trải qua một thời gian của cực khổ của rất là nhiều những người vận động, và một trong những người đã miệt mài vận động cho dự luật này trở thành hiện thực đó là luật sư Jenny Đỗ tại thành phố San Jose. Cảm ơn luật sư Jenny Đỗ rất là nhiều. Dạ, thưa quý vị, bên cạnh đó thì luật sư Jenny Đỗ cũng kêu gọi tất cả người Việt chúng ta ở khắp nơi tại California vào ngày 15 tháng 5 này, quý vị nhớ mặc áo dài khi đi lễ nhà thờ, khi đi chùa, hoặc là đi hội họp, hoặc là đi tiệc tùng. Dạ. Hả, anh Hưng ha? Bữa đó mình mặc áo dài để chúng ta cùng mặc áo dài. Dạ. Nha quý vị. Dạ. Thưa quý vị, phần tin tiếp theo có liên quan đến một chú chó Labrador 7 tuổi đi lạc từ tiểu bang New Mexico đi tận tới tiểu bang California ở thành phố San Diego. Thưa quý vị, chú chó này đã cách lạc với chủ là 3 năm và cái khoảng cách là 720 dặm. Và thứ sáu tuần trước thì người chủ đã lái xe không ngừng nghỉ từ tiểu bang New Mexico đến để nhận chú chó này ở San Diego. Chúng ta đã nghe rất là nhiều câu chuyện. Dạ. Mà nhiều khi loài người của chúng ta rất là cần sự giúp đỡ của loài chó phải không anh? Dạ nhìn? Đúng rồi chị. Và khi mà hai người gặp nhau, em có thấy những cái hình đó thì rất rất là mừng rỡ, rất là cảm động chị. Em cũng có hai con chó rất là dễ thương, cho nên em biết được cái cảm giác như vậy. Thưa quý vị, vào những ngày tháng sắp tới đây, tức là từ ngày 21 cho đến ngày 28 tháng 5 sắp tới, Tổng thống Barack Obama sẽ có chuyến viếng thăm Việt Nam của chúng ta và các nước Á Châu. Đây là một cái sự kiện rất là quan trọng, đặc biệt trong tình hình Việt Nam hiện tại ngày hôm nay. Và hy vọng rằng với sự gặp gỡ của Tổng thống Barack Obama tại Sài Gòn, Hà Nội, cũng như là những người lãnh đạo của chính quyền Việt Nam ngày hôm nay, thì hy vọng sẽ mang đến được nhiều giải pháp. Anh Minh thấy là trong những ngày tháng vừa qua, chúng ta thấy có rất là nhiều những cái thảm trạng tại Việt Nam. Yeah. Đặc biệt là thảm trạng về hàng loạt cá chết tại các vùng biển miền Trung. Và ngày hôm nay thì còn lan rộng ra vào miền Nam rất là nhiều nữa. Kính thưa quý vị, phần tin tiếp theo có liên quan đến 4 học sinh ở trường ở Spring Warner High School ở San Diego đã bị bắt vì tội đã phá hủy trường, và cái sự thiệt hại đã lên đến 40.000 Mỹ Kim thưa quý vị, và trường đã phải đóng cửa một tuần để mà sửa chữa. Thì bên cơ quan điều tra đang tìm hiểu là tại sao và ai đã khiến những em làm này. Thì 4 người đã bị bắt, và 3 người là nam và 1 người là nữ, từ độ tuổi từ 16 đến 17 tuổi. Và họ đã muốn ai có những tin tức thì liên lạc với Crime Stoppers. 4 em học sinh từ độ tuổi từ 16 đến 17 tuổi mà đã phá hủy trường, nó làm cho đổ vỡ cửa sổ, rồi trường phải đóng cửa một tuần. Thật sự ra những cái việc này mình chúng ta thấy là xảy ra rất là thường xuyên, nhất là ở độ tuổi của các em. Khó mà mình tránh được cái điều này. Và hiện tại nay thì chúng ta thấy là do ảnh hưởng của những cái phim ảnh internet làm cho các em thấy bạo động hơn ngày xưa nhiều ha anh mình ha. Tin New York,
Một đường dây bói toán đã từng lừa đảo trên 1 triệu người dân và đã thu được 180 triệu trong vòng 10 năm qua đã bị một tòa án liên bang Mỹ bắt giữ và ngưng hoạt động. Đường dây này do hai chim tinh gia người Pháp, họ tự xưng là họ có một cái dịch vụ để giúp cho người mua dịch vụ của họ được giàu có kể cả trúng số. Và sau khi những cái trò lừa đảo của họ thì đã bị cảnh sát bắt. Và những cái tổ chức này họ cho biết rằng nếu mà họ đến với dịch vụ của họ thì họ sẽ giúp cho mình làm ăn khấm khá hoặc là mua vé số sẽ trúng. Dạ vâng, nhưng mà theo cảnh sát cho biết thì khi mà chúng ta đến coi bói không những là chỉ mất tiền không, mà họ sẽ dùng những cái thủ thuật để lấy những cái thông tin cá nhân của chúng ta và sau đó sẽ đem đến những cái thiệt hại khôn lường cho những người đã dùng cái dịch vụ này. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần điểm tin tổng kết trong ngày ngày hôm nay với Vân Anh và Ánh Minh. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt. Chào quý vị.